Hold up. Và hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Buko đây và chào mừng các bạn đã trở lại với Minecraft Kim Tự Tháp Ai Cập. Ok, thì hôm nay ở tập trước là chúng ta đã có gì ta? Chúng ta đã có được một vùng đất rất là đẹp và chúng ta đã khởi đầu một series mới. Và ở tập này thì chúng ta sẽ làm được rất là nhiều việc hơn. Thì ok, trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một share để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu công việc của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu có được một cái gọi là mod farm. Mình nghĩ là tập 2 chúng ta bắt đầu đi tới mod farm là vừa rồi. Và mình đang thắc mắc là nên làm cái mod farm ở đâu đây, hay là làm ở dưới. Ở dưới thì chúng ta sẽ có cổng địa ngục nó liên quan và mấy con quái nó không có làm gì ảnh hưởng tới mình. Thì ok, mình nghĩ là mình sẽ làm xuống dưới thì chúng ta sẽ hơi bị gọi là tốn kém nha các bạn. Không phải tốn kém mà gọi là hơi bị mệt nha. Ok, và mình sẽ lấy nước. Trước khi đó thì mình cần phải kiểm chứng xem là cái chỗ mà mình cần ấy nó ở đâu nè. Hình như nó ở đây nè. Từ từ để mình tí nha. Đó. Ok, để mình bỏ nước xuống đây coi đúng không. Ồ, mình canh vừa đúng luôn đó các bạn. Wow, thật là tuyệt vời đó mà. Nhưng mà mình lại muốn không bị té cho nên là chết rồi. Mình phải xuống làm thêm một lớp nữa rồi. Ok, kệ đi, xuống làm thêm lớp cũng không sao. Mình đã quay trở lại rồi đây. Thì bây giờ mình cũng đã quên nói với các bạn là mình đã cài một cái resource pack của Faithful, nhìn cho nó thực tế hơn và mình làm được nhiều kiểu nó đẹp hơn. Và ở đây chúng ta có thể ví dụ trái táo này nó có thể là cho chúng ta hai miếng thịt, nhưng mà mình cần nung trái táo này lên để chúng ta có gọi là gì ta, ăn thêm được nhiều thịt hơn nữa. Ok, và mình cũng đã mới xây xong cái này, cũng khá là tốn hết mình rất là nhiều gỗ và đá rồi. Mình chỉ còn có nhiêu đây à. Ôi giời ơi, thôi kệ. Thì đây là chế táo mà mình đã nung sẵn, nó cho mình 4 thịt luôn và sử dụng rất là lâu. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách này mới lấy được táo thôi. Không có luôn, không có luôn. Và thực sự là mình đang cần, mình đang thiếu bột xương trầm trọng các bạn à. Và vì vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu làm một cái mod farm. Và bên cạnh đó mình cũng làm phải làm nhiều thứ. Rồi, bắt tay vào thì trước khi làm mod farm, mình muốn làm cho nó hoàn hảo một tí luôn. Là chỉ là tạm thời thôi nhưng mà mình nghĩ là nó ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lấy gỗ nè. Lấy cỡ 2 stack trước đi. Và sau đó là chúng ta sẽ làm một cái mod farm ở đây. Thì bây giờ mình tạm thời mình làm bằng gỗ luôn nha. 1, đây 2. Rồi. Rồi, ok, xong thì cuối cùng mình cũng làm được một cái mod farm tạm thời. Ủa, ở đây nó bị lệch rồi. Ở đây có 3 à, vậy là mình đã làm lệch qua một bên rồi. Oh my god. Thôi kệ đi, tạm thời cứ để nó lệch vậy đi. Từ từ mình sẽ sửa lại sau. Oh man, nó phải ra thêm một ô nữa. Ok, và bây giờ thì trong thời gian đó cứ để mod farm nó ra đi. Mình không biết là nó có ra không, nhưng mà cứ để tạm thời nó ra. Nếu mà không ra thì mình sẽ sửa lại sau. Chạy tới coi nó có ra không. Ok, nếu mà nó không ra thì chúng ta vẫn còn một cách, đó là mình sẽ tạo ra cái này đây. Mình sẽ sử dụng một cái này chúng ta có thể làm bằng cách là right click soil with a drop of evil.
Cái drop up evil thì mình không có nhiều, nhưng mà ok, và bây giờ mình sẽ đặt một cái ở đây. Mặc dù là tối nhưng mà nó xuất hiện hơi chậm, cho nên là mình sẽ đặt một thằng ở đây nè. Tại vì trong tương lai mình có làm một thứ. Ok, và bây giờ thì đóng lại. Rồi, bây giờ mình chỉ đợi nó xuất hiện thôi. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm việc. Ở đây chúng ta đã bây giờ không thể nào mà tìm ra được sắt hay là đồ các kiểu nữa. Và nó trong hôm tập hôm trước nó đã cho chúng ta một cái cỗ máy. Đó là hai cỗ máy này. Hai cỗ máy này hiện tại đang rất là quan trọng đối với mình. Mình mà mất coi như mình mất tất cả. Mình tạm thời để hai cỗ máy này bên đây. Ban đầu mình định làm cái khu này là khu trồng trọt, nhưng mà thôi, thấy nó sai sai. Rồi, bây giờ mình cần tạo thêm một ít lò nung. Để làm gì? Ok, bây giờ mình tạo một cái lò nung bốn mặt đi. Sau đó, chúng ta có một cái gọi là resource generator. Mình sẽ đặt ở giữa đây. Rồi. Cuối cùng chúng ta cũng đã có zombie rồi. Đánh không được. Ok. Ủa sao mình đánh không được? À, cái này phải dùng kiếm mới đánh được. Quên nói với các bạn là chúng ta đã, nó có một cái gọi là sử dụng cây kiếm mới đánh được quái nha các bạn. Đấy. Rồi, chúng ta được cái gì đây? Cắn vô được kinh nghiệm. Ok, và bây giờ chúng ta đã có mod farm. Và mình nghĩ là cái này không cần thiết nữa. Đi lên được không? Đi lên không được. Rồi. Wow, cái này nó nguy hiểm quá. Tạm thời đặt cái này ở đây đi. Rồi, còn nhiều là mình đập hết. Và mình thay nó thành mấy cái slab để cho nó rộng hơn. Rồi, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, và bây giờ mình chỉ cần đứng dậy đánh thôi. Ok. Thì chúng ta sau khi mà mình đặt cái resource generator này, thì cái này là một cái máy phát điện mà nó ban đầu nó đã tặng cho mình. Nhưng mà hoạt động, cái cách hoạt động của nó là phải đặt multi block, có nghĩa là chúng ta phải đặt bốn mặt đây, đây và đây. Và sau đó thì khi mà mình bỏ cái gì ta, khi mà mình nung gỗ, ví dụ mình đi lấy than trước đã, mình lấy than thì chúng ta sẽ chia ra bốn cục than và chúng ta sẽ được từ từ 64, mình chỉ cần 32 thôi. 32 chia đôi ra. Ok, vậy là một cục than chúng ta nung được 8 cục gỗ. Ok, và đặt ở đây. Ok, và đặt ở đây. Cái này đặt ở đây. Và sau khi có bốn mặt thì nó có gì đó nó sai sai. Cái này là Sigpack Generator. Ủa mà tại sao cái này nó lại không nhận ta? Các bạn đợi mình tí. Cái gì ngộ vậy? What happened? Để mình bỏ này vô coi. Mình phải bỏ cái Sigpack Generator mới đúng. Cái Sigpack Generator này thì nó sẽ tự động, nhiệt độ cao nó sẽ tự động tạo ra năng lượng. Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt thêm một cái này. Cái này nó sẽ chạy năng lượng vô cái cỗ máy này. Cái cỗ máy này rất là quan trọng. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy cuốn sách ra. Cái cuốn sách này nói cho mình biết là cái resource generator này, ở trong cái phiên bản này thì ở trong cái map cũ á, thì nói rất là cho phép người chơi tạo ra những cái nguồn nguyên liệu khi mà họ hoàn thành được những cái mục tiêu của họ. Ví dụ mình đặt một cái thứ gì đó vô, nó sẽ nhân bản. Đó, cái mà chúng ta cần ở đây là nó nhân bản. Thì nó sẽ sử dụng năng lượng để nhân bản. Ok. Và cho phép chúng ta là chuyển năng lượng thành những cái mà, cái này là mình nói rồi. Và ở đây thì chúng ta có thể thêm những cái lock mà để nó có thể gọi là thêm mà lock, speed và FF. Đó. Ok. Và cái này chưa. Rồi, thứ mình đang cần hiện tại là nó có một cái bảng. Đó là một cái bảng để mình xem những cái lộn rồi. CPAC không phải generator cái này. Ủa sao nó không có quá chen hay là gì ta? Hay à. Ok, tại vì mình đang muốn xem là mỗi món đồ của chúng ta đang làm á là nó cần bao nhiêu nguyên liệu. để mình kiểm tra lại xem.
in how to red, làm sao để có vàng. Ủa sao cái này mình click vô nó không cho mình cái danh sách ta? Như vậy là kỳ nhang. Moving không có luôn cái này. Đây, cuối cùng nó cũng đã cho chúng ta, thì đây là cái phần mà resource generator, cái bảng giá trị của nó. Thì ví dụ mình muốn tạo một cục than đi, thì chúng ta cần 500, một cục than là chúng ta cần 5, có quặng than, thì chúng ta cần 512 EU power. Thì EU là bằng 1 RF bằng EU nhân 4, có nghĩa là 1 RF bằng 4 EU. Đúng không ta? Đúng rồi. Ok, 1 RF bằng EU nhân 4 thì nó 1 giây bằng 20 tick. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy 512 này. Chúng ta sẽ lấy 512 này, chúng ta chia cho 4, 512. Từ từ các bạn đợi mình tí, 512 chia cho 4 thì chúng ta sẽ tốn 128 RF cho một cục than. Ok, và bây giờ thì thứ mình cần là một cái item đây. Item frame để làm gì? Để chúng ta bây giờ mình sẽ bắt đầu nhân bản. Mình cần một cây, hai cây gậy. Ok. Và mình cần một lốc này. Xong. Item frame. Ví dụ bây giờ mình đang muốn nhân bản. Ok, bây giờ từ từ các bạn để mình tí, mình làm thêm một cái gương nữa để nó hả gọi là nhân bản. Ok, xong. Qua đây. Mình sẽ đặt cái đó trên đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi là một cục than nó tốn bao nhiêu nha. Rồi. Thì nó sẽ 18.000 mấy. Ủa? Vậy là cục than nó mắc dữ vậy? Vậy là tính ra là EU nó còn mắc hơn RF chứ. À, hình như là bên kia nó tính sai. Vậy là chúng ta đã có 2.000 mấy RF, chúng ta sẽ được một cục than. Hơi bị khó nha. Rồi, thì bây giờ chúng ta phải làm gì đây? À, bây giờ mình cần phải mở rộng, và hôm nay chúng ta cần phải khám phá qua vùng đất bên kia để chúng ta có thêm những cái thứ mà chúng ta cần. Bây giờ mình hết đất rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy một cục đất và mình cần nhân bản cục đất đó lên. Bởi vậy bây giờ mình cần rất là nhiều bột xương để có gỗ. Ok, bây giờ tạm thời cứ nhân bản cái này đi. Rồi, thì bây giờ là chúng ta đi thu hoạch hết. Và chỉ cần cái lò này nó chạy mãi thì chúng ta sẽ có nguồn điện thôi. Nhưng mà chưa được dồi dào cho lắm. 4 cục thì chúng ta sẽ chia thêm 32. 32 với 4 nữa. Ok, xong. Cái này lên đây, cái này vô đây. Cái này lên đây, cái này vô đây. Rồi, này đây. Rồi, ui, sao có 2 cục này. Ok, chúng ta có zombie rồi. Và bên cạnh đó thì thịt zombie cũng quan trọng không kém nha các bạn. Ok, và sau khi có một cục thịt zombie rồi thì mình sẽ đem nó đi nung để chúng ta có cái gì các bạn chờ đợi. Ok, có 2 táo rồi, bây giờ là chúng ta không sợ chết đói rồi đó các bạn ơi. Ok, và bây giờ thì chúng ta bắt đầu để cái này, chúng ta sẽ nhân bản. Ok, xong. Vậy là chúng ta đã có Monster Chucky thịt zombie, thịt cái gì ta, Monster khô thịt khô, mới vừa nói cái mất tiêu luôn. Ok, và bây giờ thì mình cần phải mở rộng đi qua bên kia. Mình đã quyết định rồi, mình sẽ đi qua bên kia. 1, 2, 3, cái này ra 4, cái này ra 4, ok. Mình không cắm đuốc bên trên kia, zombie nó xuất hiện. Ok, rút kinh nghiệm. Ok, rút kinh nghiệm các bạn ơi. Rút kinh nghiệm, cắm đuốc lên trên đây. Không cắm đuốc trên đây là chết mình. Rồi, ok. Và cảm ơn đã cho tôi một con xương và một con zombie nữa. Ok. Ê, có xương rồi, chúng ta lại có cây rồi, chúng ta lại có rổ và chúng ta sẽ có một lượng năng lượng ở đây thôi. Thì cái việc mà lắp đầy cái thanh năng lượng ở đây thì mình sẽ để ở trong thời gian ở 2 tập thì mình sẽ rất là dễ lắp đầy. Còn bây giờ thì chúng ta mở rộng nè. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cắm đuốc. Ok. Và bây giờ mình sẽ đi một vòng khám phá, nhưng mà mình chưa dám vào bên trong, mình sợ là bên trong nó sẽ có cái gì đó. Wow. Mình nghe tiếng. Có cái máy gì nó đang kêu. Wow.
thì mình sẽ cho các bạn xem là ở đây là những cái nhiệm vụ mà chúng ta cần phải làm. Thì khi mà mình hoàn thành được thì hoàn thành nhiệm vụ xong thì hai cái những cái tấm bảng trên kia là đó là những cái phần thưởng. Và cái này khá là khó đấy, tier 3. Mình nghe tiếng của con gì thì phải. Mình đang rất là sợ đây. Ok, thôi kệ đi. Và cái đây là những cái nhiệm vụ mà chúng ta cần phải làm, chúng ta phải hoàn thành xong hết rồi chúng ta mới vào trong tiếp. Thì cái việc vào trong thì cứ để từ từ. Còn bây giờ thì mình sẽ là cái này dễ nè. Basic Tower. Khá là dễ. Ok, và bây giờ mình sẽ làm một cái bàn chế tạo gần đây. Cuối cùng cũng đã có một nhiệm vụ khá dễ cho mình rồi đây. Ok, mình đặt ở ngoài đây tại vì mình sợ ảnh hưởng tới bên trong, cho nên là chúng ta cần một cái gương và mình cần cái này đúng không, một cái basic tower. Khi mà chúng ta đã hoàn thành rồi thì chúng ta cần phải đặt vào đây để nó hút đó, thì nó ở bên đây nó sẽ tự động đó, nó hiện đèn màu xanh lá lên rồi. Và chúng ta sẽ bắt đầu, khi nào hiện đèn màu xanh lá rồi chúng ta sẽ check lại ở đây. Ok, nó đã cho chúng ta những cái thứ này và mình đã hoàn thành xong. Thì cục sắt này ai mà đem đi xài là coi như là người đó gọi là mất hết tất cả, mất trắng, mất mọi thứ. Đương nhiên là cục sắt này là mình cần phải đem nó đi nhân bản rồi, các bạn có biết không đó hả? Ok, ta cần người nhân bản cho ta những cục sắt này để ta làm việc. Đây, chúng ta đã có sắt rồi, thì bây giờ mình cần phải làm gì đây? Từ từ, đừng có làm nhiều sắt quá. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ chia cho nó làm tiếp. Ok, hết rồi, chia đôi. Ok, 2 cục gỗ. Này, 2 cục gỗ. Rồi, vậy là chúng ta đã có than nhân tạo rồi. Tạm thời chúng ta hãy xài than nhân tạo thôi các bạn à, không cần phải xài than xịn hay là than gì đâu. Thứ mình cần bây giờ là, bây giờ chúng ta đã có redstone, mình cũng muốn nhân bản cái cục redstone của mình lên. Rồi, vậy là chúng ta đã bắt đầu khấm khá rồi, phải nói là vậy. Thì bên cạnh đó bây giờ mình cũng không cần phải đập cái này nữa, và bây giờ mình có thể lấy đá cuội từ từ cái cục này, từ cái máy nhân bản này, các bạn có thể thấy đây. Và cỗ máy lấy đá cuội một lần cũng có 100 RF thôi, cho nên cứ để nó lấy đá cuội đi, có gì mình sẽ mở rộng cái vùng đất của mình. Còn bây giờ thì có một con xương ở trong đây. What? Mình không đánh nó lẹ là nó mất tích đó các bạn. Rồi, cuối cùng cũng đã xong thêm một nhiệm vụ rồi. Vậy là xong, vùng đất của chúng ta được hưng thịnh rồi. Thì ok, video này cũng đã dài rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like và một share để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình. Thì ở tập này chúng ta đã làm được gì? Mình đã làm được một cỗ máy rất là cần thiết cho chúng ta, đó là một cỗ máy nhân bản. Cỗ máy này giúp chúng ta nhân bản những gì mà chúng ta có, miễn sao nó có trong cái mục này là được rồi. Đây, đó, nó sẽ nhân bản tất cả những cái thứ này, miễn sao là chúng ta là nó có trong cái mục này là mình nhân bản được hết. Vậy là xong. Và bên cạnh đó là chúng ta cũng làm được một cái mod farm. Tạm thời nó farm hơi ít nhưng mà không sao, ở tập sau. Nghe. Tao thấy mày cười rồi đó nha. Ok, chúng ta lại có thêm một bình nước nữa. Không biết bình nước nó có nhân bản không. Bây giờ mình có cái gì là mình nhân bản hết tất cả. Thì chúng ta bên cạnh đó chúng ta có thêm một cái mod farm. Rồi, vậy là xong. Ở tập sau là mình sẽ nâng cấp cái mod farm đó. Và chúng ta sẽ có một cái ruộng ở cho tập sau. Ok, thì hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, peace.